Xin chào các bạn, mình là Giang đến từ sở in Minh Hà đây. Hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu đến các bạn dây ri băng màu trắng và màu đen và cách phân biệt chữ trắng và chữ nhũ bạc trên dây màu đen. Trên tay mình đang cầm, các bạn có thể thấy đây là hai cuộn dây ri băng màu trắng và màu đen. Một cuộn băng thì sẽ có kích thước chiều dài là 198 m, rất là to như thế này. Và các bạn có thể thấy là cùng một phông chữ marker thì bên mình sẽ in hai màu. Với băng màu trắng thì mình in chữ đen, và với băng màu đen thì mình in chữ nhũ bạc. Cách in này sẽ giúp các bạn tiết kiệm được chi phí, bởi rằng là in chữ đen và chữ nhũ bạc là cách in rẻ nhất và đảm bảo cái sự hiệu quả tối ưu trong in của bạn. Vậy thì nhờ chữ trắng ở trên băng nền đen thì sao? Đây các bạn có thể thấy tay mình đang là hai cuộn băng màu đen. Các bạn có thể thấy là đều là băng đen. Của mình đang dùng là băng khổ 1,6 cm các bạn nhé. Và cuộn marker thì là mình in chữ nhũ bạc. Còn cuộn Montablen thì mình in chữ màu trắng. Các bạn có thể thấy là rõ ràng cuộn Monta thì của bên mình là trắng hơn. Đó là do cách in. Cuộn Monta bên mình in bằng công nghệ là in lưới cao cấp thì chữ sẽ trắng hơn. Và marker thì in bằng chữ nhũ bạc nên so với chữ trắng thì nó sẽ không được nét bằng. Vậy thì khi nào nên chọn in chữ trắng và khi nào nên chọn in chữ nhũ bạc thì mình có thể tư vấn thế này với bạn. Với các bạn mà chỉ cần một dây ri băng và một quà thông dụng thì mình thường tư vấn cho các bạn là chỉ cần in chữ trắng. Mình xin lỗi, chỉ cần in chữ nhũ bạc như của marker thôi là mực đã khá là nét và các bạn buộc rất là tiết kiệm rồi. Đây ạ, các bạn có thể thấy không ạ, chữ rất là sắc nét. Còn với cả các bạn muốn hàng của sản phẩm của bên mình cao cấp hơn thì các bạn có thể chọn in dây chữ trắng cao cấp. Thì về chi phí thì chắc chắn là chữ trắng cao cấp nó sẽ đắt hơn. Hiện tại thì in chữ trắng về chi phí nó sẽ đắt hơn khoảng tầm gần gấp đôi. Thì dựa trên tiêu chí này thì các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái sản phẩm phù hợp, để phù hợp với cả cái tiêu chí sản phẩm bên mình. Còn hiện tại thì thông thường thì mình hay tư vấn khách là với cuộn băng màu trắng thì bạn có thể in chữ đen, và với cuộn băng đen thì mình nên in chữ nhũ bạc để cho tiết kiệm chi phí. Trên đây là một video ngắn mà bên mình phân biệt cho các bạn giữa chữ trắng và chữ nhũ bạc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình là Giang đến từ sở in Minh Hà. Số điện thoại 0971064768, 0948056712. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.